Xin chào anh chị và bà con đã trở lại với trại ốc giống Mekong 2. Hôm nay ốc của em thì được 24 ngày tuổi. Hôm em thả thì ốc của em là ương được 21 ngày. Hôm nay đã thả được 3 ngày rồi. Thì do có một số công việc mà hôm nay em mới quay clip tiếp tục hướng dẫn cho bà con cái quy trình nuôi ốc bên em. Đương nhiên thì đây chỉ là cái quy trình để cho bà con và anh chị em tham khảo thôi. Còn tình hình thực tế thì còn tùy thuộc vào cái điều kiện chăn nuôi cũng như là địa hình địa thế và cái quy chuẩn chăn nuôi của mỗi một trại mà chúng ta có thể điều chỉnh sao cho phù hợp. Thì ở đây thì em cũng đã thả được một số bể, nhưng em làm video mà trên YouTube đăng lên trại ốc giống Mekong á, thì em làm bể số 4. Hiện tại thì ốc giống Mekong có hai chi nhánh. Một là chi nhánh 1 thì nó thuộc quận Cái Răng, Cần Thơ, thì chuyên nuôi mương vườn và nuôi bằng nước sông. Còn chi nhánh 2 thì thuộc về huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, chuyên nuôi bể bẹt và nuôi bằng nước giếng. Thì đây là cái bể số 4. Đây em quay cho anh chị coi này. Đó, bể 1, 2, 3, 4. Bể số 4 thì hôm vừa rồi thì em cũng đã tiến hành chuẩn bị nước, thủy sinh, cũng như là thả ốc giống. Thì em đã làm hai video hướng dẫn cho bà con cũng như anh chị em là cái quy trình chuẩn bị cũng như thả ốc giống. Thì hôm nay em tiếp tục làm clip để hướng dẫn cho bà con cách pha khoáng, tạt khoáng cũng như là cái tác dụng của khoáng trong quá trình nuôi ốc bươu đen trên bể bẹt bằng nước giếng khoan. Khi chúng ta nuôi ốc bươu đen trên bể bẹt bằng nước giếng khoan thì đại đa phần các anh chị đều thất bại ở khâu là sử dụng khoáng và quy trình sử dụng sao cho phù hợp. Thì do là trong nước giếng khoan không có hoặc rất ít các loại khoáng đa vi lượng để giúp cho ốc hình thành và phát triển vỏ trong quá trình nuôi. Bởi vậy nên các anh chị ốc của các anh chị nuôi thường sẽ có vấn đề ở tháng thứ hai là cái hiện tượng mòn vỏ, mòn đít và gần như là ốc không có lớn luôn. Thì bên em thì trải qua một quá trình cũng tương đối là dài, cũng khoảng hơn một năm, thì em đã trải qua rất nhiều lứa ốc. Thì hiện tại bên em đã có một cái quy trình sử dụng khoáng tương đối là phù hợp cho ốc nuôi trên bể bẹt bằng nước giếng khoan. Thì giữa cơ sở 1 là nuôi ở dưới mương vườn bằng nước sông và cơ sở 2 nuôi ở trên bể bẹt bằng nước giếng khoan, thì qua quá trình chúng em nuôi và thí nghiệm các lô song song thì tốc độ lớn và hình thành vỏ của cơ sở 1 và cơ sở 2 gần như là tương đương nhau. Ốc nuôi ở dưới mương vườn và bể bẹt thì không có sự khác biệt nhiều, có thể được gọi là 9.5-10. Thì em cũng xin chia sẻ với anh chị em một chút là có một số anh chị em thì cũng có hỏi em rằng là tại sao mà họ cũng có sử dụng khoáng nhưng vẫn có hiện tượng mòn vỏ, mòn đít, ốc không lớn và nuôi thì gần như là thất bại hoàn toàn. Thì em cũng xin chia sẻ một chút là hầu hết tất cả các loại khoáng được bán trên thị trường Việt Nam đều có tác dụng tương đương nhau. Chất lượng khoáng trên thị trường Việt Nam thì gần như là tương đương nhau, nhưng do mỗi một công ty, một nhà máy họ sản xuất và gắn thêm nhãn mác độc quyền thì họ bán với một cái giá khác nhau. Cũng có thể có những chỗ bán 5-70 ngàn một ký và cũng có những chỗ bán hơn 100 ngàn một ký. Thì giá bán cao hay thấp là tùy thuộc vào là do hệ thống phân phối. Nếu như qua quá nhiều khâu trung gian thì giá của khoáng mà dành cho nuôi ốc cũng như là nuôi tôm cá sẽ bị đội lên tương đối là cao. Còn chất lượng thì em cảm thấy là nó cũng tương đương nhau thôi. Có cái là tại sao mà anh chị em là sử dụng rồi mà vẫn bị thất bại, là nguyên nhân chính á là không phải do chất lượng khoáng mà là do quy trình sử dụng khoáng. Bên em thì trải qua một quá trình tương đối là dài, đã có thí nghiệm rất nhiều lô, thì em thấy rằng là
các loại khoáng mà bán trên thị trường Việt Nam á, thì cái quy trình mà họ khuyến cáo cho người sử dụng là họ sẽ khuyến cáo là một ký sản phẩm sử dụng cho mấy ngàn mét khối nước. Em ví dụ cho anh chị em thấy là cái bể này của em là chứa được 5 khối nước này. Thì nếu như mà một ký khoáng mà bán trên thị trường họ khuyến cáo là 1 kg khoáng đa vi lượng của nhà sản xuất mà sử dụng cho 5.000 khối nước, thì anh chị em cứ hình dung là một cái bể này 5 khối thì 1 ký sẽ sử dụng cho được là 1.000 cái bể như này. Thì anh chị cứ so sánh cho nó đơn giản thôi. Nếu 1.000 bể như này mà bỏ có 1 ký chia ra thì tính ra là mỗi một con ốc chưa được một hạt khoáng. Thì tất nhiên nếu anh chị mà sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì chắc chắn sẽ thất bại. Là nguyên nhân là họ đang hướng dẫn chúng ta sử dụng ở dưới ao hoặc là mương vườn. Nhà sản xuất thì họ khuyến cáo chúng ta là cái quy trình xài cho mương vườn và trong ao. Thì đa phần thì khi mà nuôi mương vườn và ao thì chúng ta sử dụng nước là nước sông hoặc là nước tự nhiên từ ao hồ. Thì bản thân trong nước sông và nước ao hồ đã có một hàm lượng khoáng nhất định, tương đối là đủ để cho ốc hình thành vỏ và phát triển trong suốt thời gian nuôi. Còn anh chị em và em đây thì đang nuôi là nuôi bằng nước giếng khoan. Nếu chúng ta mà lấy cái quy trình mà sử dụng cho mương vườn hoặc là ao đất mà lấy khoáng đó mà sử dụng cho trên bể bạt thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thất bại. Do đó trước khi mà anh chị muốn nuôi thành công thì em khuyến cáo anh chị là nên nuôi khoảng 1 đến 2 bể. Sau đó chúng ta sẽ thí nghiệm liên tục cho tới khi lúc nào chúng ta đạt được cái quy chuẩn sử dụng khoáng cũng như là cho ăn hoặc tất cả các yếu tố. Thì tới lúc đó chúng ta mới nên mở rộng quy mô. Còn không thì anh chị lên tìm những người mà họ đã nuôi thành công trên bể bạt. Đâu đó thì cũng có rất nhiều anh chị nuôi thành công trên bể bạt. Anh chị nên tìm những trại giống như vậy để mà hợp tác, để mà được chuyển giao quy trình kỹ thuật. Còn những anh chị mà bán ốc giống mà lại chuyên nuôi mương vườn thì em nói thật luôn là anh chị đó thì họ nuôi rất giỏi ở dưới mương vườn hoặc là ao, nhưng mà riêng trên bể bạt thì kinh nghiệm thực tế gần như là cũng tương đối là hạn chế. Họ chỉ có thể giúp cho anh chị em ở một hoặc vài khía cạnh nhất định thôi. Đương nhiên thì sự thành công toàn vẹn là cũng tương đối là khó. Thì đây là một số chia sẻ về khoáng và cách sử dụng khoáng trong quá trình nuôi. Anh chị và bà con nào mà đang gặp tình trạng ốc mòn vỏ, mòn đít á, mà chậm lớn nữa, thì nếu như mà chúng ta muốn làm lại một cái quy trình mới cho lứa ốc mới á, thì anh chị cứ điện trực tiếp cho anh An. Số điện thoại thì anh có gắn trên màn hình đó, thì anh An anh sẽ có thể tư vấn cũng như là giúp cho anh chị cái quy trình sử dụng khoáng sao cho phù hợp nhất. Trước hết thì về giá thành thì cũng phải hợp lý, mà thứ hai là hiệu quả kinh tế là phải tốt. Thì hài hòa được hai yếu tố này, chúng ta sẽ có thể nuôi ốc bươu đen trên bể bạt mà vừa đạt được thành công cũng như là vừa đạt được hiệu quả kinh tế. Bây giờ thì em sẽ tẹt khoáng cho bể ốc của em. Thì cái xô khoáng thì em đã pha rồi này, cái xô màu đỏ này. Bây giờ thì em tạt trực tiếp lên luôn. Nếu mà anh chị muốn tạt khoáng cho hiệu quả thì nên tạt vào buổi sáng nhé. Buổi sáng là hiệu quả nhất. Còn riêng buổi chiều tối thì khả năng hấp thụ khoáng của ốc cũng hạn chế hơn so với buổi sáng. Còn chính xác tại sao thì để có gì em sẽ giải thích ở một video khác. Còn riêng video này thì em chỉ nói khái quát thôi. Bây giờ là em sẽ tạt khoáng cho ốc này. Đây. Thì chúng ta cứ việc tạt đều thôi, không có vấn đề gì hết. Hôm nay mèo cũng khá là phát triển.
bèo khá là tốt đó chị. Này tầm chừng vài ba bữa nữa thì nó sẽ phủ tương đối là sẽ khoảng được khoảng chừng 8 đến 90% diện tích mặt nước, là anh chị em cứ duy trì cái mực cái mặt bèo như vậy. Thì trong quá trình nuôi thì anh chị em không cần phải che, mà nước thì cũng không có bị nóng đâu. Nói chung là em đã thử nghiệm rất là nhiều lứa rồi. Đương nhiên thì mực nước cao hay thấp á, nó cũng không có ảnh hưởng đến vấn đề về sinh trưởng phát triển của ốc. Nhưng mà do em làm thấp như này á, để cho cái bạt á nó lâu bị hư. Còn nếu mà anh chị em mà để mực nước cao quá á, thì áp lực nước lớn thì bạt và cây nó sẽ rất là nhanh hư nha anh chị nhá. Thì mục đích nó chỉ là vậy thôi. Video về sự bổ sung khoáng cho ốc nuôi bổ sung khoáng cho ốc nuôi trên bể bạt bằng nước giếng khoan thì đến đây là tạm dừng. Anh chị và bà con có thắc mắc thì cứ liên hệ trực tiếp cho số điện thoại của anh An. Anh ấy sẽ giải đáp thắc mắc cũng như là giúp cho bà con nuôi hiệu quả. Có thể nuôi là vừa trên mương, vừa ở dưới mương vườn và có thể vừa trên bể bạt luôn. Thì cơ sở 1 và cơ sở 2 của em thì cũng liên hệ rất mật thiết, nên em cứ điện trực tiếp cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.